Phương Dung đã có một giải pháp là coi như là nhuộm tóc tại nhà, cho nên đó là không cần phải thường xuyên đến salon tóc nữa, chỉ khi nào cần thay đổi kiểu tóc thì Phương Dung mới tới. Cảm ơn bạn chăm sóc khách hàng ở bên salon tóc đã gọi điện để hỏi thăm Dung nha. Và nhân tiện đây thì Phương Dung muốn tâm sự tất cả các tình yêu biết là lý do tại làm sao mà bây giờ là Phương Dung không đến salon tóc nữa. Thì theo như thường lệ là mỗi một tháng là Phương Dung bắt buộc phải tới salon tóc một lần để nhuộm tóc của mình. Bởi vì bây giờ là mình đã U60 rồi thì bắt buộc cái chuyện là có tóc bạc là bắt buộc phải có thôi. Và nhất là Phương Dung là một nghệ sĩ nữa, khi mà mình xuất hiện trước công chúng á, thì lúc nào mình cũng phải là chỉnh chu từ mái tóc nè, hình dáng và gương mặt của mình. Mà đặc biệt là khi mà tóc bạc đó thì làm cho mình già hẳn đi và làm cho tóc mình sơ. Cho nên bắt buộc là mỗi tháng là Phương Dung phải đến salon tóc để mình nhuộm tóc và mình chăm sóc tóc. Và bây giờ thì Phương Dung không cần mỗi tháng phải ra salon tóc để nhuộm tóc nữa. Bởi vì Phương Dung đã có một bí quyết, đó là dầu gội phủ bạc Emily chất lượng Pháp rất là tuyệt vời. Chúng ta chỉ cần bỏ thời gian là 15 phút gội tại da thôi là chúng ta đã có được một mái tóc phủ bạc đen tuyền bóng mượt, y như là mình đã ra salon để nhuộm tóc vậy. Với dầu gội phủ bạc Emily thì Phương Dung chỉ cần gội lần đầu tiên thôi là Phương Dung rất ưng ý và từ bỏ ngay ý định là đi ra salon tóc nhuộm tóc mỗi tháng. Là bởi vì sao? Dầu gội phủ bạc Emily có quá nhiều hiệu quả, ưu điểm và chất lượng. Mà nói kể ra ưu điểm của dầu phủ bạc Emily thì cả ngày Phương Dung kể không hết. Bởi vì dầu gội phủ bạc Emily có quá nhiều ưu điểm cho nên là Phương Dung muốn chia sẻ cái bí quyết mà tại sao tóc Phương Dung càng ngày càng đẹp bằng dầu gội phủ bạc Emily này. Các bạn biết không, chỉ một lần đầu tiên Dung gội dầu gội phủ bạc Emily thôi là đã cảm nhận được là cái mái tóc của mình không còn bạc nữa, là bóng mượt và đen tuyền. Và đặc biệt là không cần phải chăm sóc tóc như là khi mà Phương Dung phải ra nhuộm tóc ở ngoài salon. Là ở ngoài salon là cái chất thuốc nhuộm mới làm cho tóc của Phương Dung nó bị khô sơ sau khi nhuộm. Cho nên là Phương Dung phải hấp dưỡng tóc thì lúc đó là tóc Phương Dung mới bóng mượt. Còn dầu gội phủ bạc Emily này là không cần phải là hấp dưỡng tóc, mà tóc của Phương Dung như tất cả các bạn thấy, chỉ một lần gội thôi mà tóc là bóng mượt, đen tuyền, phủ bạc hết toàn bộ trong cái mái tóc Phương Dung. Thích lắm, rất là ưng ý. Sau khi mà Phương Dung sử dụng xong dầu gội á, thì không những là Phương Dung đã có mái tóc đen tuyền suôn mượt mà còn kích thích mọc tóc con rất là nhiều. Trước đây là Phương Dung là vừa có tóc bạc nè, vừa bị rụng, thậm chí còn khói đầu nữa. Nhưng từ khi mà Phương Dung sử dụng dầu gội phủ bạc Emily thì tóc dày lên và coi như là chưa từng bị rụng. Bình thường thì nói thiệt, Phương Dung không thể nào mà có đủ khả năng để mà mua những dược liệu quý như là nhân sâm nè, linh chi, hà thủ ô để chăm sóc tóc. Bởi vì rất là mắc tiền mà mình cũng không biết là phải điều chế như thế nào. Từ ngày mà có dầu gội phủ bạc Emily rồi thì trong dầu gội phủ bạc đó có tất cả những dược liệu quý đó, mình dùng trực tiếp lên luôn. Mà giá thành thì rất là phải chăng, không có mắc nha. Còn nữa nha, với dầu gội phủ bạc Emily rất là dễ dàng và tiện lợi. Chúng ta chỉ cần tốn thời gian là từ 10 đến 15 phút thôi là mái tóc của chúng ta là phủ đen tuyền, không sót một sợi bạc nào hết. Rất là tiết kiệm thời gian so với khi mà chúng ta đi ra ngoài salon tóc để mà nhuộm tóc trong cái thời buổi dịch như thế này. Dầu gội phủ bạc Emily tại gia quả thật là tuyệt vời. Không biết các bạn nhuộm tóc như thế nào nha, nhưng mà đối với Phương Dung á, mỗi lần Phương Dung đi nhuộm tóc á, thì Phương Dung rất khó chịu với lại cái mùi nhuộm tóc đó. Thậm chí tới 3-4 ngày sau rồi, cái mùi khó chịu của thuốc nhuộm tóc nó vẫn còn phản phất ở trên tóc của Phương Dung. Và đặc biệt là mỗi lần á, mà Phương Dung nhuộm tóc là cái da đầu của Phương Dung rất là rát, rát kia lắm. Còn đối với dầu gội phủ bạc Emily á, thì hoàn toàn khác hẳn. Mùi thơm rất là dễ chịu, hương thơm đặc trưng của những dược liệu tự nhiên. Khi mà Phương Dung ngửi cái dầu gội phủ bạc Emily á, thì Phương Dung nghe thấy rõ được cái mùi của nhân sâm và hà thủ ô nữa đó. Từ ngày mà Phương Dung sử dụng dầu gội phủ bạc Emily thì Phương Dung đã tiết kiệm được khoản chi phí rất là đáng kể nha. Mỗi tháng trước đây là ra tiệm tóc là phải tốn từ 300 đến 400 ngàn để nhuộm, thậm chí có khi là Phương Dung tốn cả triệu bạc, bởi vì khi mà vừa nhuộm mà vừa hấp dưỡng tóc nữa. Còn bây giờ dùng dầu gội phủ bạc Emily tại nhà, vừa nhuộm, vừa nuôi dưỡng chăm tóc, vừa kích thích mọc tóc. Một chai Emily như vậy là tới 500ml, chúng ta sử dụng đến mấy tháng nữa nha. Nghe thôi là đã mê rồi phải không mọi người? Khi mà chúng ta dùng rồi chúng ta còn mê hơn nữa. Nói đi đôi với làm. Bây giờ thì Phương Dung sẽ gọi để coi kết quả có đúng như là Phương Dung đã chia sẻ cho mọi người không nhé. Đó, mọi người thấy không? Một chai 500ml to như vậy dùng mấy tháng mới hết. Chưa dùng nha, nhưng ngửi thôi cũng đã thấy thơm rồi mọi người à. Và đây,
Trong mỗi chai dầu gội phủ mặt Emily sẽ có kèm bao tay như thế này. Các bạn chỉ cần đeo bao tay, lấy dầu xo trực tiếp lên tóc khô như là Phương Dung, hoặc là ướt tóc rồi thoa dầu gội lên. Sau đó thì mình massage. Đó, mọi người thấy không? Phương Dung massage nè, gái đủ trò nè, thoải mái không lo sót da đầu như nhuộm luôn. Thật là thoải mái. Hết 15 phút rồi, Phương Dung chỉ cần xả lại bằng nước sạch thôi. Và đây, sau khi mà Phương Dung đã sử dụng dầu gội phủ mặt Emily thì tất cả mọi người thấy những gì Phương Dung chia sẻ có đúng không à? Người thật việc thật 100% nha. Riêng dầu gội phủ mặt Emily dùng chỉ có mà mê, không hại da đầu, không gây kích ứng, không bám dính. Một sản phẩm chất lượng pháp và đầy đủ giấy tờ pháp lý xác nhận chất lượng thì tội gì mà không dùng. Dùng xong trẻ ra cả chục tuổi đó, cần gì phải đau đầu suy nghĩ cho xa. Tặng ngay dầu gội phủ mặt Emily này cho ông bà bố mẹ, những người thân nha mọi người. Ông bà bố mẹ thì màu đen, người thân trẻ hơn thì màu nâu tây sang trọng trẻ trung, quá tuyệt vời luôn. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.